tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Hiện tại thì em đang giao một cái đơn hàng cho anh khách ở Lâm Đồng, thành phố Lâm Đồng đã xuống xong hàng xong rồi anh chị. Thì cái lô hàng hôm nay thì gồm là cái mận hồng nha. Đây là cái những cây mận hồng hàng VIP anh chị. Sáng hôm nay thì bên trại giống bên em tiến hành đi giao ở Lâm Đồng, và hiện tại thì em đang đi ở cái đèo Bảo Lộc cho tất cả cô chú anh chị mình ha. Thì đi theo cái xe rau Đà Lạt đây anh chị thấy trước ha, quý anh chị thấy rõ hay không nha. Thì leo qua cái đèo này thì sẽ tới thành phố Bảo Lộc để đến cái địa điểm mà bên em giao hàng nha anh chị. Thì giờ ban đêm đi đèo xe cũng khá là đông anh chị, đa số là xe mình lên trên Bảo Lộc á là nhiều, còn xe hướng về thì khá là ít anh chị. Ok, từ tí nữa đến Bảo Lộc em sẽ quay tiếp cho tất cả cô chú anh chị mình cùng xem nha. Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở 860 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc anh chị. Thì hôm nay đi một cái đơn hàng cho khách anh chị, giao trực tiếp ở thành phố Bảo Lộc luôn. Thì anh khách này lựa chọn là cái giống mận hồng MET cũng như là giống hỏi trân châu ruột đỏ, hỏi ruby ruột đỏ nữa anh chị, và giống nhãn long tiêu tứ quý ha, một số những cái giống khác nữa thì em trồng ít thôi. Cái này thì em giao về thành phố Bảo Lộc. Hôm nay sẵn đi chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị về cái hành trình cũng như là cái cây giống bên em như thế nào để cô chú anh chị mình có cái nhìn khách quan nhất ha. Thì xe em đang đậu đằng kia thì đợi khách ra trước em đi vào vườn để mình giao cây luôn ha anh chị. Thì những cô chú anh chị nào đang tìm mua những cái giống cây chất lượng, hàng chất lượng, chuẩn giống ở Chợ Lách Bến Tre thì có thể liên hệ trực tiếp với cái số Zalo bên em nha. Và bên em sẽ quay nhiều cái clip thực tế đi giao hàng cho tất cả cô chú anh chị mình cùng kiểm tra chất lượng cây giống bên em như thế nào. Cô chú anh chị nào còn đang phân vân thì có thể xem những video trước cũng như là những theo dõi kênh cũng như là xem những cái video tiếp theo của bên em ha. Ok, bây giờ em sẽ tiến hành đi gọi cho khách để mình giao cái đơn hàng này ha anh chị. Thì cô chú anh chị nào ở thành phố Bảo Lộc thì có thể biết cái địa điểm này ha. Đây là cái phòng rim Khánh Rim anh chị, ở 860 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc ha. Ok, khách mua về trồng chắc là làm vườn anh chị, sân vườn chơi thôi chứ cũng không có kinh doanh gì nhiều đâu anh chị. Ok, đây thì xe em đang đậu ở ngay trước cửa luôn ha. Rồi, ok, những cô chú anh chị nào đang cần tìm mua giống chất lượng, hàng chất lượng nha, chuẩn giống thì có thể liên hệ sớm bên em nha. Em sẽ tiến hành đi giao cái đơn hàng này cho khách anh chị, khách đã điện cũng như là cho địa chỉ mình chạy đến ha. Thì địa điểm này là nằm ngay thành phố Bảo Lộc luôn chị, cách cái nhà thờ trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng chừng cây mấy số anh chị. Ngay cái nhà thờ lớn mình chạy thẳng vào trong là đến đất của anh luôn. Thì ở đây anh chia sẻ anh được là khoảng 2,5 mẫu đất anh chị, nhưng mà đất ở thành phố Bảo Lộc cực kỳ là chát luôn ha. Anh khách thì trồng chủ yếu là trước hết là trồng để làm khuôn viên cảnh ở nhà, còn kinh tế thì anh chưa nghĩ tới anh chị. Thì có lẽ là nếu anh trồng số lượng nhiều như vậy á, thì khi mà có trái nhiều anh sẽ có tính tới cái kinh tế ha. Do thành phố Bảo Lộc thì đất đai rất là khan hiếm cũng như là giá thành đất cũng rất là cao, ở ngay trung tâm như thế này thì 2,5 mẫu là rất là nhiều anh chị. Còn những cái khu vườn khác thì anh nói là chưa, anh chỉ trồng thực nghiệm ở gần nhà trước để mình dễ chăm sóc, dễ theo dõi cái cây nào phù hợp, thích hợp để anh lựa chọn tiếp theo trồng ở những cái miếng đất ở ngoài ha. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cả nước đã tin tưởng ủng hộ cây giống em thời gian vừa qua. Và bây giờ em sẽ tiến đến cái nơi giao hàng để tiến hành quay chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị mình luôn ha. Đặc biệt là những cô chú anh chị nào ở thành phố Bảo Lộc thì có thể comment bên dưới để cho em biết cái cung đường này là cung đường nào ha. Thì quay buổi sáng anh chị, buổi sáng sớm này tầm khoảng 8 giờ là em đã đến nơi để giao hàng cho khách ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Hiện tại thì em đang giao một cái đơn hàng cho anh khách ở Lâm Đồng, thành phố Lâm Đồng đã xuống xong hàng xong rồi anh chị.
Thì cái lô hàng hôm nay thì gồm là cái mận hồng nha. Đây là cái những cây mận hồng hàng VIP anh chị. Để em bóc một cây cho anh chị xem nè. Chột lớn anh chị, hàng nuôi cứng cho khách về trồng nha. Thì khi cái hàng nó cứng anh chị, nó rụng lá chân bớt đi anh chị. Chột nè, rất là lực luôn. Chột to ha anh chị. Thử con tay cái á. Đây, bóc cho chị dài xem vài cây nữa nè. Đó, hàng lực không. Rồi quay xa cho chú anh chị mình xem cái cây bự cỡ nào ha. Ok, thì em cũng tầm khoảng 1m6, 1m6 mấy anh chị. Đứng nó cao tầm khoảng ngang vai em á, tầm khoảng 1m2, 1m3 luôn á. Tàn tán rất là lớn luôn. Cái lô, những cái lô như thế này là khá là ít anh chị. Anh chị nào có nhu cầu tìm mua những cái lô hàng như thế này á, liên hệ sớm nha, mới có ha. Tiếp theo là cái giống, anh chọn là cái giống ổi ruby ha. Này thì cột vô bịch rồi. Nè, có cái chọc nè, quay cái chọc cho cô chú anh chị mình xem ha. Hàng kiểm tra hàng chất lượng như thế nào nha. Đó. Lá lú cực kỳ đẹp ha. Con này là mận xanh đường đang có trái anh chị. Xanh đường ha. Cho trái luôn, nuôi chậu có trái. Thêm một số cái cây như cây lỡ này. Này là cây bồng bon thái lỡ ha. Hoành là cỡ 60 anh chị. Ok, quay chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị về cái đơn hàng hôm nay vậy thôi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với cái số Zalo trên màn hình nha. Ok.